chào mọi người lại là kelly đây đối với những bạn sinh học thì không thể không biết đến udemy đúng không nè udemy là nền tảng các khóa học trực tuyến được úp lên đây và bán cho những cái bạn học viên nói cũng giống như là các nền tảng học online như là Uh, unica hay là edumo ở việt nam vẽ các bạn tuy nhiên trên các website này thì nó rộng lớn hơn tại vì nó là website nước ngoài và có các uh, chủ yếu là được xây dựng bằng ngôn ngữ tiếng anh và ngôn ngữ tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế đúng không mọi người cho nên là kiến thức là từ khắp nơi trên thế giới ngoài ra nó còn có các ngôn ngữ khác như là tiếng pháp nè như là arabic nè rồi là những cái tiếng của xứ iceland nữa Um, và đối với cái nguồn học viên siêu rộng như vậy Đương nhiên nó sẽ có những cái chính sách ưu đãi dành riêng cho học viên Mà Việt Nam không thể có được Thậm chí khi các bạn so sánh giá này Hiện tại là nó đang sale Thì hôm qua mình mới mua một khóa Photoshop ở ở, ở Edomo ấy Thì cái khóa đó là 399 ngàn Thì thành ra là mình cho là 400 ngàn đi Nhưng hiện tại nha yeah, Trên thế giới và cái khóa học Um, Udemy này nó đang còn sale Còn 219 ngàn thôi Vậy thì cho mình hỏi Ở Việt Nam hay nước ngoài nó sẽ rẻ hơn Thì đương nhiên mình nghĩ là Với cái lượng học viên quá nhiều như vậy Người ta sẽ ưu đãi hơn cho học viên Do đó mình nghĩ đa phần là những cái nguồn từ nước ngoài, những khóa học từ, chất lượng từ nước ngoài nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với là người Việt Nam. Một cái khóa học như thế này thì nó chiếm nó có giá từ 94 đô hoặc là 20 đô hoặc là trung bình là 19 đô. Hiện tại là nó đang có cái sales cho nên là còn uh, giảm xuống còn 219 000 thôi, tức là 9 đô hơi sói về các bạn coi nhé trong my courses là trong cái khóa học của mình là những cái khóa mà mình đã mua rồi đấy để coi là mình có bao nhiêu khóa học nha điểm sương sương thôi là gần cả trăm khóa đúng không mọi người vậy thì cái số tiền mình bỏ ra để mua những khóa học này bao nhiêu đó các bạn cứ tính đi trung bình là cứ cho là cái giá thấp nhất là 219 trăm ngàn các bạn nhân lên với điểm sương sương đã nhà một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 219 là bằng 9 triệu 417 ngàn đồ. Thì có phải là mình bỏ ra số tiền 4 triệu 912 ngàn 17 ngàn để mua tất cả những cái khóa học này hay là không nhá Vậy thì cái bí quyết như thế nào để mình có thể có những cái khóa học chất lượng như thế này Người ta bán ra thị trường là 219 ngàn Nhưng mà tại sao mình có thể sở hữu được nó với chi phí là 0 đồng và mình thử cái khóa học này xem thử nhé. Cái khóa học này nếu như mà mình mua tại app Là nó có giá hiện tại là 219.000 Nhưng mà mình có cách để nó vẫn nằm trong cái khóa học của mình Với chi phí không đồng Nhớ bây giờ mình sẽ get started Là mình bắt đầu học nè well uh. Ok, vậy để tìm hiểu cái cách mà các bạn gom hết tất cả những cái tinh hoa của udemy đến đại học mà không mất một đồng nào thì hãy bấm vào kênh youtube của mình và xem nhé